Kính thưa quý vị, trở lại câu chuyện của Kamala Harris. Đến bây giờ anh chàng Willie Brown vẫn còn mê Kamala Harris, bởi vì nó có ngón. Mấy giờ mất nét mà gặp mấy cái thứ mà sở trường nó có ngón là chỉ có từ chết. Anh ta ghen. Ngày hôm qua anh ta lên đài truyền hình MSNBC nói với ký giả rằng: tôi khuyên cô Kamala Harris nên từ chối lời mời của Joe Biden. Và đối với riêng bạn bè thì anh ta nói rằng Joe Biden là một cái thằng playboy, là một cái thằng chơi bời tội lỗi. Nó gặp đàn bà con gái nào nó cũng ôm hôn, y như là Hồ Chí Minh mà ôm trong mặt Bác Hồ. Xong rồi lấy cả vợ Lê Hồng Phong và con Nguyễn Thị Minh Khai đó. Xong rồi giết Lê Hồng Phong. Thế thì cái thằng Joe Biden này cũng vậy. Nó là một cái thằng dâm tặc. Quý vị nhớ hình ảnh có đấy. Đứng nói chuyện với ông bộ trưởng vẫn ôm vợ bộ trưởng như thường. Và gặp phái nữ là ôm một cách tận tâm, đến nơi đến chốn. Bởi vì bị kiện thì Willie Brown bảo rằng là thằng này là một thằng dâm tặc, mà Kamala Harris là một con người chủ trương để mà đưa những của trời cho để mà đạt công danh thì sẽ vướng vào thằng này. Anh ta không muốn người mà anh ta đã từng sung sướng bây giờ nằm trong vòng tay của Joe Biden. Cho nên anh ta khuyên Kamala Harris không nên nhận lời của Joe Biden và nên chỉ làm cái chức hiện nay là thượng nghị sĩ, rồi sau này trở về làm tòa án. Nhưng mà anh làm rồi, anh năm nay đã 88 rồi, anh hết thời rồi. Bây giờ con người của anh thân tàn ma dại, trong khi người ta vẫn còn hồn xuân phơi phới, anh chắc cấm sao được. Mục đích của cô Kamala Harris nếu có phải ngủ với lại Joe Biden, cô ta vẫn thích. Là vì Joe Biden nếu mà cô ta nhồi trong độ khoảng 2 ngày 2 đêm là thằng đó nó sẽ khui nhị tỷ. Giờ nó yếu quá. Mà khi mà cái thằng Joe Biden mà nếu mà nó làm tổng thống mà nó khui nhị tỷ thì phó Kamala Harris lên làm tổng thống của Hoa Kỳ. Mà giây phút đó thì không đến lượt mấy Mỹ này đâu. Tập Cẩm Bình nó sẽ đưa vài tỷ đô la để nó cho em chào hàng. Hay lắm. Kamala Harris là một con người rất là mưu mô xảo quyệt, ất mà, nhất là ất tỵ nữa. Người đi như rắn, rắn nó chỉ trườn chứ nó không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta thấy câu chuyện này buồn cười cho đảng Dân Chủ. Chứ thật ra thì quý vị đừng lo, tôi đã thưa với quý vị 3 tháng trước rằng Joe Biden nó sẽ lựa Kamala Harris. Và chúng ta chờ xem vài ngày nữa, mùng 3 tháng 11 đến nơi thì chúng ta sẽ thất cử. Donald Trump sẽ tái trúng cử. Chúng ta chỉ cần làm sao người Việt Nam mình đi bỏ phiếu cho đông, để cho Quốc hội cũng là Cộng Hòa, Thượng viện cũng là Cộng Hòa, thì giây phút đó nước Mỹ này mới thật là thanh bình thịnh trị. Bởi vì đảng Dân Chủ hết thời rồi, Tập Cẩm Bình thì chết lên chết xuống rồi. Giờ này quý vị thấy Tập Cẩm Bình đau khổ vô cùng tận. Tôi không phải tuyên truyền tôi ghét Cộng sản đâu. 31 tỉnh ở bên tàu, 28 tỉnh bây giờ nằm ở dưới nước. Tôi đã có lần nói với quý vị, tay của chúng ta ngâm trong nước chừng độ 20 phút là nó thâm, là nó nhăn nhó, là nó màu tím. Nữa là nhà cửa xi măng gỗ mà nằm ở dưới nước 60 ngày đêm không sụp mới là lạ. Mùa màng nằm dưới nước 60 ngày đêm, giờ này còn có thể mùa màng nữa không? Mất mùa. Tàu có bao giờ đói no đâu. Ngay cả không có lụt lội này thì tàu cũng vẫn chết đói. 1.400 triệu dân, bao nhiêu tiền nó vào túi của 100 triệu đảng viên, không đến lượt người dân. Đấy, quý vị thấy tại sao Tổng thống Donald Trump ông ấy cấm cái TikTok không? TikTok có 60 văn phòng trên toàn thế giới. Nó đại diện trên 60 quốc gia. Mà văn phòng có trung bình 1.000 người trong đó thì hết
800-900 người là đảng viên của Đảng Cộng sản CGT, còn lại 100 với vài chục người thì không đáng kể, quét nhà dọn dẹp thứ đó không có đảng tịch. Thế thì nguyên cái tích đó không đã là tiền vơ vào cho 60.000 đảng viên rồi, quý vị thấy chưa? Rồi đến công ty thứ nhì là công ty WeChat, nó cũng có vào khoảng độ 100.000 đoàn viên. Cho đến bây giờ trên thế giới TikTok nó có vào khoảng độ, nguyên Hoa Kỳ là nó có 38 triệu người dùng TikTok. WeChat cũng có vào khoảng vài chục triệu người. Cho nên mỗi năm nó làm ăn nó kiếm bạc tỷ. Còn nếu mà so với Hoa Kỳ thì thua xa. Facebook nó có bao nhiêu? 2.800 triệu người dùng. Google hàng tỷ. Nhưng mà tàu với cái khả năng của nó rốt nát mà nó được vài chục triệu người dùng là nó cũng đã là no cơm ấm áo rồi. Nhưng mà chúng nó ngu, nó cứ tưởng mua chuộc được Obama, mua chuộc được Hillary, mua chuộc được Bill Clinton là nó sẽ muôn đời toàn quyền ở Hoa Kỳ. Nó không nghĩ đến xa vì chúng nó không có học. Chúng ta phải công nhận rằng là dân tàu nó không có học, nó không thông minh. Nếu nó thông minh, nó đã không bao giờ dại dột đưa con dịch Vũ Hán ra trong cái tháng Giêng vừa rồi. Bởi vì nó nghĩ là từ tháng Giêng đến tháng 11 bầu cử nó còn cả năm trời, mà nó đưa ra một con dịch vi khuẩn Vũ Hán vất đi. Ngày hôm qua quý vị nhớ ông Tổng thống Donald Trump nói không? Ông tuyên bố là tôi sung sướng mà tuyên bố cho toàn thể quốc dân đồng bào Hoa Kỳ biết chúng ta đã có vaccine, thuốc chủng ngừa, thuốc chữa trị dịch Vũ Hán. Đưa ra con số. Suốt 5 tháng nay Bộ Y tế của Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với công ty Moderna sản xuất một loại thuốc chủng mới để điều trị cho dân chúng Hoa Kỳ miễn phí. Tổng thống đã chi cho công ty Moderna 800 triệu đô la để nghiên cứu phát triển. Và đến giờ này đã thí nghiệm 2 đợt thành công. Bây giờ đợt thứ 3 trên 30.000 người và chỉ một vài ngày nữa là kết quả. Sau đó nước chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã ký một cái hợp đồng 1 tỷ 800 triệu đô la cho công ty Moderna sản xuất 100 triệu liều thuốc vaccine. Sau đó sẽ sản xuất 1 tỷ liều thuốc vaccine. Bên cạnh Moderna, Hoa Kỳ đã có Gilead sản xuất loại thuốc Remdesivir. Bên cạnh đó còn có Chloroquine là cái thuốc sốt rét mà lâu nay vẫn còn được dùng, công ty Johnson & Johnson. Quý vị thấy chưa? Tàu cộng bây giờ chết rồi. Tưởng rằng tiêu diệt Hoa Kỳ với cái loại vi khuẩn đó, Hoa Kỳ sẽ chết ít nhất vài triệu người. Nhưng đến giờ này mới chết còn 150.000. Mà đấy là nói láo. Rồi có một số khán giả hỏi Dương là giáo sư à, làm sao mà Mỹ có thể nói láo được, chính phủ kiểm soát. Và quý vị lầm. Chính phủ ra lệnh cho mỗi một bệnh viện mà có một người sống hay là chết điều trị về vấn đề con virus Vũ Hán được 10 cho đến 20.000 đô la một bệnh nhân. Cho nên người tăng càng nhiều để họ càng có tiền với chính phủ liên bang. Bằng chứng là chúng ta thấy họ sai quá nhiều, giả dối quá nhiều. Trong tuần vừa rồi quý vị thấy tôi có 5-6 khán giả gọi cho tôi biết: giáo sư ơi, em không có mắc bệnh, em chỉ có xếp hàng vào để thử nghiệm, đông quá em bỏ đi về đón con em đi học. Vậy mà 3 ngày sau em nhận được cái thư của y tế nói rằng em, chồng em và con em đều lây nhiễm. Họ đòi ba chúng em phải tới nhà thương để cách ly quarantine 14 ngày. Rồi tất cả các chuyên viên về CDC, về vấn đề phòng ngừa dịch bệnh, gọi là disease prevention, để phòng ngừa bệnh, cũng nói một câu rằng các con số đó đều là thổi phồng lên của các bệnh viện.
Người ta nghĩ rằng là cứ một con số, thí dụ nó chết 150.000 người, chưa đến 5.000 người chết vì virus Vũ Hán. Còn hàng chục cái chết khác, nào là chết vì tự tử, chết vì xe hơi, chết vì bệnh ung thư ngực, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư nhiếp cổ tuyến, nó vẫn đều một cái là chết vì virus Vũ Hán. Sau khi nó bị khám phá ra thì giờ này cái con số chết nó không lên nhiều như hồi trước. Hồi trước có ngày nó chết cả 7-8.000 người, bây giờ chết còn vào khoảng vài trăm người. Cho nên chúng ta phải công nhận rằng ông Donald Trump là một người quá tốt. Ông ấy lo cho dân nghèo, ông ấy lo cho những cái dân chuyên môn, và ông lo cho cả vấn đề các cơ sở y tế. Rồi quý vị cái thằng Andrew Cuomo có nhớ không? Nó nói với Tổng thống rằng, Tổng thống à, tôi phải cần từ 30.000 đến 50.000 cái máy trợ thở. Sau đó Tổng thống đã có tin, FBI điều tra, nó có 5.000 cái máy trợ thở nó đút ở trong nhà kho không dùng, để bám bụi. Hỏi đến nó bảo, tôi dùng khi nào mà tôi không còn cái loại khác thì tôi phải dùng. Quý vị thấy không? Nói vừa. Xong rồi thằng Andrew Cuomo bảo Tổng thống, tôi phải cần mà ít nhất là hàng trăm ngàn giường bệnh nhà thương để tôi chữa riêng tôi. Tổng thống cho xây ngay 4 cái bệnh viện dã chiến, cho thêm ngay một cái bệnh viện quân đội, hải quân, bệnh viện nội. Cuối cùng cả 2 tháng không có người nằm, phải đem đi. Rồi Sở Y tế điều tra mới khám phá ra có nhiều bác sĩ không có bệnh nhân ngồi buồn đau áo, mà một giờ của một ông bác sĩ để chữa bệnh ở dịch Vũ Hán $780 một giờ. Các cô y tá, các ông y tá làm ở trong cái khu chữa bệnh dịch Vũ Hán một ngày $2.000 một người, không có việc làm buồn quá lấy telephone ra đấu hóp với người yêu, lấy computer ra đánh game. Quý vị thấy khó nạn. Thế thì thằng tàu Tập Cận Bình muốn tiêu diệt nước Mỹ chứ sao nổi. Nước Mỹ nó quá giàu, nước Mỹ lại quá giỏi. Đến bây giờ 3-4 công ty làm ra thuốc. Bởi vậy chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia của Thiên Chúa, và chúng ta nên tin cậy vào Ngài, để rồi Ngài được xin ơn trên phù hộ chúng ta.